cổ phiếu chuyển động ngành VCI. Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt được thành lập và chính thức hoạt động vào năm 2007. Năm 2017, VCI được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE. Năm 2023, công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap với tên viết tắt Vietcap. Trong năm 2021, công ty đứng thứ 5 với 4,87% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE. Ngành nghề kinh doanh chính: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành và lưu ký chứng khoán, các dịch vụ ngân hàng đầu tư. Lịch sử giá cổ phiếu VCI. Nhìn vào biểu đồ, ta có thể nhận thấy sự đồng điệu giữa VN Index và cổ phiếu VCI. Vào thời kỳ VN Index tăng trưởng về giá lẫn khối lượng năm 2017 đến 2018 và 2020 đến 2021, nhóm ngành chứng khoán là ngành mang đặc tính chu kỳ cao, cụ thể là cổ phiếu VCI đã tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi VN Index đảo chiều bước vào thị trường con gấu 2019 và 2022, VCI và nhóm cổ phiếu cùng ngành đổ đèo rất nhanh sau đó. Điều gì tạo nên cổ phiếu chuyển động ngành VCI? Chuyển động ngành. Giai đoạn 2020 đến 2021, đại dịch Corona tác động toàn cầu làm tắc nghẽn hầu hết các kênh đầu tư, đẩy lượng tiền cực khủng chảy vào thị trường cổ phiếu và thị trường đầu cơ. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không ngoại lệ. Thanh khoản của thị trường năm 2021 liên tục đạt những kỷ lục mới, giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 21.000 tỷ đồng, khoảng 737 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng 247% về giá trị và 120% về khối lượng bình quân so với năm 2020. Lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới trong 2021 là con số lớn nhất trong lịch sử 21 năm thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam. Số dư tiền gửi nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán liên tục tăng từ quý 1 năm 2021 đến quý 1 năm 2022. Hoạt động kinh doanh của VCI. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ liên tục tăng trưởng từ quý 1 năm 2020 đến quý 4 năm 2021. Chỉ số ROE của VCI cũng thuộc top đầu trong các công ty cùng ngành, 3 năm liền từ 2019 đến 2021 luôn cao hơn 15%. Cách nhận diện cơ hội đầu tư. Như vậy, trường hợp tăng 500% của VCI từ vùng đáy 10.000 đồng năm 2020 lên vùng đỉnh 50.000 đồng năm 2021 là kết quả của chuyển động ngành, tăng trưởng kinh doanh cốt lõi, thị trường nóng giai đoạn 2020 đến 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Ta có thể thấy khá rõ câu chuyện chuyển động ngành, dòng tiền nóng đổ vào thị trường chứng khoán ảnh hưởng lớn đến VCI làm cho doanh thu và lợi nhuận của công ty cải thiện theo. Dòng tiền, theo dõi dòng tiền vào cổ phiếu, các thời điểm có thể tham gia đầu tư và thời điểm rời bỏ cổ phiếu được xác định như sau. Trong mọi con sóng VN Index từ 2017 đến 2018 và 2020 đến 2021 đều có nhóm ngành chứng khoán tăng mạnh mẽ, sau con sóng thần sẽ giảm rất mạnh. Ngành chứng khoán lợi nhuận bùng nổ khi VN Index bùng nổ và ngược lại. Bởi vậy, các cổ phiếu nhóm chứng khoán có tính chu kỳ rất cao. Bạn nên hiểu rõ đặc tính này của cổ phiếu ngành chứng khoán cho đến ngày có thay đổi trọng yếu. Học viện cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công.